Thưa quý vị và các bạn, nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với đoàn viên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên ít có điều kiện sinh hoạt đoàn, tham gia thường xuyên các hoạt động của đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên năm 2024 tại địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Trong những năm qua, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động tập hợp đoàn kết thanh niên như phát triển tổ chức đoàn hội trong doanh nghiệp, trường học ngoài nhà nước, thành lập các chi đoàn, chi hội thanh niên tại khu lưu trú, nhà trọ, khu vực chung cư, đô thị mới, tặng quà Tết cho thanh niên công nhân xa quê, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Qua đó, tăng cường vai trò của tổ chức đoàn, hội đồng hành với thanh niên. Năm nay, chương trình Ngày Đoàn viên năm 2024 cấp thành phố do Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhằm kết nối các đoàn viên, thanh niên với nhiều hoạt động như trao quyết định thành lập tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đoàn viên mới, trao tặng phần quà điều ước cho em và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ra quân vệ sinh môi trường, xóa điểm đen rác thải, khánh thành các công trình sân chơi thanh thiếu nhi, tủ sách thanh niên. Đây là cái đợt thi đua cao điểm của tuổi trẻ thủ đô để hướng tới thực hiện những cái công trình, những cái phần việc hết sức ý nghĩa dành cho các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi của thủ đô, đồng thời cũng với các cái hoạt động về để đóng góp cho cái sự phát triển của xã hội cũng như là của cộng đồng. Việc xây dựng các thư viện, tủ sách để khuyến khích thanh thiếu nhi có thói quen đọc sách lành mạnh đã được các cấp bộ đoàn hội triển khai một cách khá bài bản, kết hợp nhiều nguồn lực để có không gian cũng như các đầu sách báo phù hợp cho các lứa tuổi. Qua tìm hiểu các thôn tổ dân phố trên địa bàn xã về cái hoạt động của các thư viện, các bạn nơi sinh hoạt chung của các bạn học sinh thì còn đang thiếu, thì Ban Chấp hành Đoàn xã cũng đã họp và triển khai xây dựng chương trình từ đầu năm, triển khai đến các chi đoàn là xây dựng cái mô hình tủ sách thanh niên và các thư viện thanh niên trên địa bàn của xã nhằm phục vụ nhu cầu đọc của học sinh, sinh viên cũng như là các bạn thanh niên trên địa bàn xã. Những việc làm trên đã nhận được sự đánh giá cao từ phía cấp ủy và chính quyền địa phương. Mà trước đây các cái nhà của các thôn và tổ dân phố để chúng ta tận dụng, và cái việc này là do đoàn thanh niên có nguyện vọng đề xuất để làm sao xây dựng các cái thư viện. Thì hiện nay đối với Đảng xã chúng tôi thì đã đoàn thanh niên đã tham mưu và xây dựng được 4 cái thư viện. Hôm nay thì đã khánh thành một cái thư viện của một cái thôn Hoàng Long. Để trên cái tinh thần đó để làm sao mà xây dựng được cái văn hóa đọc cho đặc biệt đối với thế tuổi trẻ, và để làm sao mà nâng cao được cái trí tuệ, cái nhận thức của đặc biệt đối với thế hệ trẻ và đặc biệt là đối đoàn thanh niên của xã và các cháu học sinh của các trường. Thông qua các hoạt động của ngày đoàn viên, các cấp bộ đoàn thành phố Hà Nội mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia tổ chức đoàn, hội thường xuyên hơn, phát huy sức trẻ, góp sức chung tay xây dựng một xã hội ngày càng tươi đẹp, nhân văn.